kho báu đệ nhất vũ trụ, hoài bão của bất kỳ tên hải tặc nào, thứ đánh thức biết bao lòng khát khao chinh phục của những con người đam mê phiêu lưu mạo hiểm. Để kiếm tìm kho báu giá trị cho riêng mình, những con người gan lì, ương ngạnh và bất trị ấy phải dong buồm khắp bốn bề vũ trụ bao la. Và rồi, hành trình ấy đã dẫn họ tới trái đất, hành tinh trong xanh an lành, được bảo vệ bởi những Super Sentai anh dũng và quả cảm. Kế thừa sức mạnh và ý chí của những người hùng tiền nhiệm, nhóm hải tặc trẻ tuổi sẽ tiếp tục sứ mệnh bảo vệ trái đất và hơn hết là tìm kiếm kho báu đệ nhất vũ trụ đang ngủ yên tại nơi đây. Chào mừng các bạn đã tới với RTK Media. Hôm nay, hãy cùng chúng mình tiến tới review đánh giá bộ phim Kaizuku Sentai Gokaiger về hành trình của những tên hải tặc máu mặt hét tiếng khắp vũ trụ nhé. Như thường lệ, trước khi đi vào đánh giá cốt truyện, hãy cùng mình điểm qua vài thông tin cơ bản của series này nhé. Kaizuku Sentai Gokaiger là tựa series Super Sentai thứ 35, được phát sóng vào ngày 13 tháng 2 năm 2011. Bộ phim được lồng tiếng, thuyết minh và phát hành tại Việt Nam bởi hãng phim Phương Nam. Tính đến hiện tại, đây vẫn được coi là bộ phim kỷ niệm nổi bật và truyền tải trọn vẹn nhất về tinh thần của Super Sentai. Lấy cương vị là những người kế thừa truyền thuyết, lấy chủ đề hải tặc và tìm kiếm kho báu làm nguồn cảm hứng, các Gokaiger tiếp nhận sức mạnh của các Super Sentai tiền bối. Giờ chắc các bạn cũng đã nóng lòng rồi phải không? Vậy thì bây giờ, hãy cùng chúng mình đánh giá cốt truyện của phim nhé! Đế quốc vũ trụ gian dắt, một đế chế hùng mạnh đã phá hủy hàng ngàn hành tinh, và giờ đây, chúng đã hành quân tới trái đất với ý đồ thống trị, biến nơi đây thành thuộc địa của chúng. Nhưng, trái đất luôn tồn tại những hộ vệ tinh cầu. Đó là 34 chiến đội Super Sentai đã từng xuất hiện chiến đấu từ trước tới nay. Họ đã liên minh cùng nhau để tiêu diệt đế chế gian dắt hùng mạnh, bảo vệ sự bình yên cho hành tinh này. Dưới sự dẫn dắt của Akaranger, 34 đội Super Sentai đã hợp nhất sức mạnh, đẩy lùi thế lực tà ác ra khỏi trái đất. Thế nhưng, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Sức mạnh của toàn bộ Super Sentai trên trái đất đã tiêu tán ra ngoài không gian. Thời gian trôi đi, một nhóm Sentai mới đã xuất hiện từ ngoài vũ trụ. Họ là những con người trẻ tuổi, đến từ khắp các hành tinh, với lòng gan dạ và sự quyết tâm, dẫn đầu bởi Captain Marvelous. Các hải tặc dong buồn khắp nơi trong thiên hà rộng lớn để kiếm tìm kho báu đệ nhất vũ trụ. Nhận thấy tiềm năng ẩn chứa kho báu tại trái đất, các Gokaiger đã đặt chân lên hành tinh này. Xong, dàn dắt trở lại xâm lược trái đất một lần nữa. Bất bình trước thời cuộc, băng Gokaiger đã thẳng thừng ra mặt tuyên chiến với đế quốc vũ trụ dàn dắt, kế thừa tinh thần và sức mạnh của 34 đội chiến binh tiền nhiệm. Sử dụng quyền năng từ các Ranger Keys, trở thành chiến đội Sentai thứ 35 bảo vệ chính nghĩa, tiêu diệt bè lũ dàn dắt và trên hết là tìm kiếm kho báu đệ nhất vũ trụ. Nhìn chung, Kaizuku Sentai Gokaiger gây ấn tượng mạnh cho người xem bởi một sự mở màn khá tốt với cuộc chiến huyền thoại của 34 đội Sentai đẩy lùi cái ác. Sau đó, dẫn dắt hành trình của băng hải tặc. Với một nội dung hoàn toàn mới mẻ, Gokaiger thu hút người xem ngay từ những giây phút đầu tiên. Từ cốt truyện, nhân vật và phong cách tạo hình của băng hải tặc đều rất chỉnh chu và hợp lý. Gokaiger còn nêu rất rõ về tinh thần của Super Sentai, khẳng định khí chất rất riêng của hải tặc. Những gì mà ta muốn, ta sẽ đoạt lấy nó bằng chính đôi tay của mình. Điều khiến mình ấn tượng với Gokaiger là việc phim có rất nhiều điểm nổi trội để thu hút khán giả. Đầu tiên, chính là dàn diễn viên đẹp, hợp nhãn và thể hiện đầy đủ tố chất cần thiết. Tiếp theo là bộ xuôi Sentai Saki Henshin. Có thể nói, bộ xuôi được thiết kế vô cùng đẹp mắt và ấn tượng, với gam màu chính kết hợp với đen, cổ dựng độc đáo và họa tiết trên mũ đều thể hiện nét đặc trưng riêng biệt nhưng lại rất đậm chất hải tặc. Và hơn hết là sức mạnh từ những chiếc Ranger Keys. Mỗi một chiếc chìa khóa mang một màu sắc riêng, một Sentai riêng. Ta có thể nhìn thấy phiên bản thu nhỏ của một đội Sentai trông rất ấn tượng. Chắc chắn rằng mỗi khán giả theo dõi series đều mong muốn sở hữu những chiếc Ranger Keys này. Xét về cốt truyện, Kaizuku Sentai Gokaiger là một series đầy sự mới lạ và kích thích. Về mặt ý tưởng, phim lấy sức mạnh của 34 chiến đội Super Sentai đời đầu là nguồn cảm hứng chính, và chiến đội thứ 35 này chính là những hải tặc vũ trụ. Là người ngoài hành tinh, nhưng đến trái đất để săn lùng kho báu và tiện tay bảo vệ hành tinh này. Gokaiger sử dụng Ranger Keys là sức mạnh của các tiền bối, có thể biến thân thành bất cứ chiến đội nào, biến thân theo chủ đề,
theo màu sắc. Thêm nữa, khi Gokaichen, các Gokaicher biến thân và giới thiệu rất nhanh gọn, mang đầy khí chất hải tặc trong phong cách chiến đấu. Về cơ bản, Gokaicher như một cuốn bách khoa toàn thư về 34 chiến đội Super Sentai. Series mang đến một sự mới mẻ và thu hút. Và vì là một phần phim kỷ niệm, nên Kaizoku Sentai Gokaicher đã làm rất tốt vai trò của mình ở khoảng này. Hơn hết là sự chỉnh chu và mức độ hành tráng của phim. Phim đưa ra những tình tiết hợp lý, miếng bản hài hước và mạch truyện hài hòa khiến người xem không cảm thấy mệt mỏi. Phim cũng có sự góp mặt của dàn khách mời là những Senshi tiền nhiệm, xuất hiện với vai trò giao lại sức mạnh và sứ mệnh cho các Gokaicher. Khán giả có thể gặp lại những anh hùng đi trước, là tuổi thơ, ký ức cho mỗi người, và hơn hết là giải mã những kết thúc mở, những câu hỏi lớn trong các series Super Sentai trước đó. Phim cũng khéo léo truyền tải những thông điệp về ý nghĩa tốt đẹp về con người, về trái đất, dẫn dắt những hải tặc có một sự phát triển bản sắc. Từ những người ngoài hành tinh chỉ biết tìm kiếm kho báu, rồi cũng trở nên yêu mến và muốn bảo vệ hành tinh này. Và hơn hết là điểm bật những khẩu hiệu hào hùng của các đời Super Sentai. Như vậy, xét về ưu điểm, phim vừa làm tròn được yếu tố kỷ niệm, tri ân, vừa xây dựng một cốt truyện mạch lạc, dễ hiểu, đủ sức thu hút khán giả lớn tuổi và trẻ tuổi. Song, ta vẫn phải nhắc tới những nhược điểm còn tồn đọng trong bộ phim. Chính vì phim đề cao về tinh thần của Super Sentai, nên cốt truyện có phần hơi đơn giản. Đa phần cao trào của phim được dồn vào những mạch sau, khi nhân vật Pasco được đưa vào, cũng như sự xuất hiện của thủ lĩnh Akudoskill. Một điểm yếu khác nằm ở việc xây dựng tuyến nhân vật phản diện. Tuy là một đế chế biết bao hành tinh phải khiếp sợ, nhưng dàn phản diện lại không được khai thác đủ lực để cho thấy đây là một đế chế hùng mạnh. Ngược lại, khá là làm nền cho Gokaicher, làm lãng phí đi tiềm năng vốn có của tuyến đối nghịch này. Điều cuối cùng chính là về sức mạnh của băng hải tặc, là những con người theo đuổi và tìm kiếm kho báu. Vì vậy, sức mạnh của các Gokaicher đã bị giãn lược khá nhiều. Chính nhờ những Ranger Keys để biến thân mới tạo được sự mới lạ và thu hút khán giả. Nếu không có Gokaicher, băng hải tặc không có một sức mạnh gì quá bản sắc. Nhưng nhìn chung, vì là một phần phim kỷ niệm đề cao tinh thần của Super Sentai, nên những nhược điểm của Gokaicher đều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Vì dù sao, đây cũng là một trong những phần phim kỷ niệm xuất sắc của loạt phim Tokusatsu nói chung và Super Sentai nói riêng rồi. Bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu về phần nhân vật của phim nhé! Thành viên đầu tiên, Captain Marvelous, Gokai Red, thuyền trưởng của Gokai Galleon. Marvelous là người khá nóng nảy, bốc đồng, ngang ngược, nhưng lại sáng suốt, thấu hiểu, quan tâm và luôn ra sức che chở cho đồng đội. Là người ưa phiêu lưu, không ngại thách thức, Marvelous luôn xung phong đi đầu trước những thử thách được đề bạt để đổi lấy kho báu. Từng là thành viên của băng hải tặc đỏ do Akarek chỉ huy và có một ký ức buồn về chuyện này, nên anh rất ngại khi phải nói ra hai từ bảo vệ. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, anh luôn cố gắng bảo vệ trái đất, bảo vệ đồng đội bất chấp nguy hiểm. Hơn hết, anh luôn tin tưởng vào đồng đội của mình. Điều đó thể hiện rõ nét nhất qua tập 16 của bộ phim, khi các Gokaicher bị bắt giữ làm con tin. Anh đã ứng cứu đồng đội bằng niềm tin và sự thấu hiểu. Có thể thấy, giữa anh và tiền bối Akashi, Oken Red, tồn tại khá nhiều nét tương đồng, mà gần nhất chính là sự gan dạ, không ngại khó khăn thử thách, và cả hai đều có mối liên kết chặt chẽ với Akarek. Thuyền trưởng cũng là một con người đầy tham vọng, thậm chí là tham vọng với cả thức ăn. Marvelous có thể nói là một gã vô cùng háu ăn, món yêu thích của anh là cơm cà ri. Thành viên thứ hai, Joe Gibson, Gokai Blue. Từng là cựu binh của Giang Giác, vì thấy những hành động man rợ của bọn chúng đối với người dân vô tội, anh đã tìm cách trốn chạy và được Marvelous giải cứu, cho gia nhập vào đội ngũ thủy thủ đoàn để săn lùng kho báu. Joe là một chàng trai lạnh lùng ít nói, ga lăng và lịch thiệp. Anh có thói quen tập thể lực mỗi khi rảnh rỗi. Anh là người hiểu rõ Marvelous nhất, đồng thời là chiến hữu đáng tin cậy nhất. Joe còn là một tay kiếm cự phách. Trong năm thành viên, anh là người duy nhất có đòn kết liễu của riêng mình, điệu ngũ kiếm. Anh có quá khứ đau buồn với người tiền bối khi còn làm việc cho Giang Giác, Sid, người đã bị biến thành cỗ máy sinh học để phục vụ cho đế chế này. Ở tập 11 và 12 của series, chúng ta có thể nhìn rõ nhất được tính cách của Joe.
Cho dù anh luôn đau đớn về nỗi đau của vị tiền bối, nhưng anh cũng không bao giờ bỏ lại những người đồng đội của mình. Thành viên thứ 3, Luca Milfi, Gokai Yellow. Là thành viên nữ đầu tiên gia nhập Gokai Galleon, cô được Pavelet phát hiện khi đang ăn trộm nhiên liệu của Giang Dắt. Luca là một cô gái chín chắn mạnh mẽ, ham mê tiền bạc và luôn mưu cầu hạnh phúc. Xuất thân là kẻ vô gia cư, sống nghèo khổ, thậm chí không đủ tiền để mua đồ ăn san sẻ cho đám trẻ cơ nhỡ. Cho nên, Luca luôn mang suy nghĩ phải có được thật nhiều tiền để khiến cho bản thân mình và tất cả những người xung quanh đều cảm thấy hạnh phúc. Chính sự tôn thờ vật chất này khiến Luca trở thành một con người có phần khá thực dụng. Thế nhưng, ẩn sâu bên trong cô là trái tim biết cảm thông cho người khác. Điều này được thể hiện rõ nét ở tập 6 của bộ phim. Cho dù thực tế đến mức thực dụng, cô vẫn luôn hiểu giá trị của tình thân và tình đồng đội. Luca rất thông minh và gan dạ, nhưng cũng là người nóng nảy thẳng tính, như một phiên bản nữ của Captain Marvelous vậy. Vì quá khứ bi thương vì mất đi đứa em gái, cô luôn xem Amu như em gái của mình và luôn che chở, bảo vệ cho Amu. Trong nhóm, Luca cũng rất thích bắt nạt Hakase. Luca có sở thích ngắm sao trời vào ban đêm, điều này giúp cho cô mài dũa sự nhạy bén của giác quan, giúp ích rất nhiều cho công cuộc tìm kiếm báu vật. Có lẽ, chính sự lanh lợi, gan lì và nhanh nhẹn của cô là tố chất cần thiết để Captain Marvelous bổ sung cô vào đội hình. Về khả năng chiến đấu, Luca cũng là người sở hữu kiếm pháp cực kỳ điêu luyện, không kém cạnh gì Joe. Tiếp theo là Don Dogoya, Gokai Green, biệt danh Hakase. Có thể nói, việc anh được gia nhập vào đội là một quyết định khá hài hước và thú vị của Marvelous. Giữ đúng lời hứa sửa chữa tàu cho Marvelous dù biết rằng anh đang bị truy nã. Vị thủy trưởng kia đã cho Don gia nhập thủy thủ đoàn. Don là người đảm đang, tháo vát, anh nấu ăn rất ngon, dọn dẹp tàu sạch sẽ và sửa chữa máy tính cho tàu. Điều này khiến Marvelous, Luca và Joe vô cùng nể phục. Vì vậy, cả nhóm gọi cậu với biệt danh là Hakase, tiến sĩ. Bù lại, Don không có kỹ năng chiến đấu nào nổi bật, thậm chí còn bị thua kém so với mọi người. Song, với trí thông minh và khả năng ứng biến của mình, Don luôn biết cách tận dụng môi trường xung quanh để làm lợi thế khi đối đầu với Giang Dắt. Cậu là chàng trai hay than vãn, nhút nhát và có phần hơi yếu đuối. Tuy nhiên, cậu thực sự là một thiên tài khi đảm nhiệm vai trò sửa chữa tàu chiến và chế tạo vũ khí cho đội. Luôn làm việc cẩn thận và tính toán kỹ càng. Ở tập 32 của bộ phim, Don đã thể hiện rõ khả năng của mình. Với sự quyết tâm của bản thân, cậu đã chế tạo ra Gokai Galleon Buster, một vũ khí cực kỳ hữu hiệu cho băng hải tặc. Don cũng là cây hài của nhóm, với những pha hành xử ngáo ngơ, đi vào lòng đất, cũng như kỹ năng chiến đấu không giống ai của mình. Tiếp theo là thành viên nữ thứ hai của nhóm, Aimu Dofamiyu. Aimu từng là một công chúa quyền quý của hành tinh Famiyu. Khi hành tinh bị tiêu diệt bởi Giang Dắt, cô đã trốn chạy và gặp được Marvelous cùng các thành viên khác. Cô đã chủ động xin gia nhập nhóm để trở thành hải tặc, tiếp tục trực sống và chiến đấu, trở thành biểu tượng cho cư dân của hành tinh Famiyu. Trong nhóm, cô như là một đứa em út được anh chị che chở. Cô là cô gái dịu dàng, ngây thơ nhưng có trái tim mạnh mẽ. Aimu cũng là người rất mực quan tâm đến các thành viên trong nhóm, giúp trung hòa bầu không khí trên tàu Gokai Galleon, giúp cho các thành viên bớt đi những cuộc cãi vã không đáng có. Kỹ năng chiến đấu của Aimu tuy vẫn còn khá yếu, nhưng bù lại, cô luôn cố gắng và chăm chỉ để không ngừng tiến bộ. Từng bị Gai hoài nghi về năng lực không giống như một hải tặc, cô đã khiến cho Gai cũng như khán giả phải trầm trồ khi thể hiện bản lĩnh rất rõ nét ở tập 29 của series. Ngoài ra, Aimu đã được rời ra cai chúng mình là một clip review vào ngày 8 tháng 3 năm 2020, mừng quốc tế phụ nữ. Nếu có hứng thú, các bạn hãy xem qua nhé! Thành viên cuối cùng cũng là người gia nhập nhóm trẻ nhất, Ikarigai, Gokai Silver. Là chàng trai màu bạc tuyệt vời và cũng là người trái đất duy nhất trong đội. Nhờ cứu một đứa trẻ trên đường bất chấp nguy hiểm, anh đã được linh hồn của ba chiến binh thứ 6 đã khuất là Dragon Ranger, Time Fire, Abakiller trao cho sức mạnh lớn lao để trở thành Gokai Silver. Chủ động xin được gia nhập nhóm cùng với băng hải tặc. Ban đầu, Marvelous đã từ chối để thử thách anh, bởi việc đối đầu với cả một đế quốc vũ trụ không phải là việc mà một tay mơ nghiệp dư có thể muốn là làm được. Nhưng
ý chí bảo vệ nhân loại và ước mơ trở thành người hùng của anh để giúp anh vượt qua thử thách và gia nhập nhóm. Guy là một con người hoạt bát, năng nổ, khác hẳn với các thành viên còn lại. Anh là người am hiểu tường tận về các chiến đội Super Sentai, giúp cả nhóm hiểu thêm về sức mạnh mà mình đang sở hữu. Tuy nhiên, anh chàng lại có những hành động hơi quá lố, khiến các thành viên trong nhóm cảm thấy khá nhức đầu. Trong hành trình trở thành hải tặc, anh cũng gặp không ít thử thách đến từ các vị tiền bối. Nhưng với trái tim đầy nhiệt thành, anh đã chứng tỏ chỉ có mình mới xứng đáng là thành viên thứ 6 của Voyager. Nhờ kho kiến thức cũng như niềm đam mê bất tận cho Super Sentai, Guy đã giúp cho Marvelous ngộ ra rất nhiều điều về trái đất và tinh thần của các chiến đội nơi đây trong hành trình tìm kiếm kho báu vĩ đại. Để nhận xét về tuyến nhân vật chính diện của bộ phim, mình chỉ có thể nói thật sự là rất xuất sắc. Khi mà các nhân vật đều thể hiện được rõ nét những tính cách vốn có của mình, những nét diễn vừa đủ, không bị quá lố, một dàn Shenshi mà ai nấy đều dễ thương, không làm mình mất đi thiện cảm. Là tuyến nhân vật bộc lộ sự hài hòa và ổn định, mỗi một nhân vật đều bộc lộ được sự phát triển đầy bản sắc. Những tình tiết phim khai thác về từng nhân vật, xen kẽ quá khứ của họ cũng như sự phát triển về sau không hề bị quá lố hay thừa thải, giúp người xem vừa hiểu hết được tuyến nhân vật và vai trò của họ đối với Gokaiger. Không những vậy, phim phân chia đất diễn tương đối đồng đều, khiến cho bất kỳ thành viên nào trong đội đều có điểm sáng để chú ý, chứ không hề bị mờ nhạt. Dàn diễn viên đẹp và đồng đều là một điểm cộng mạnh mẽ để Gokaiger trở thành một bộ phim thu hút người xem. Có lẽ, nhiều người không thích nét làm lố mọi thứ của Guy. Thế nhưng theo nhận xét của mình, là một con người yêu mến Sentai và tinh thần ham học hỏi, sự quá lố trong phong cách mà Guy thể hiện lại có một nét dễ thương và khuấy đổi đội hình có phần trầm ổn của Gokaiger. Tiếp đến, chúng mình sẽ điểm qua thế lực phản diện của bộ phim. Bởi dàn phản diện có nhiều sự thay máu vào những hồi sau, nên để tránh làm lộ nội dung, mình chỉ điểm mặt những tuyến phản diện chính góp mặt xuyên suốt bộ phim mà thôi. Đối trọng với các Gokaiger trong bộ phim này là đế chế Giang Dắt, một thế lực hùng mạnh đã phá hủy hàng ngàn hành tinh. Chúng đóng đô ngoài vũ trụ trên chiến hạm và quan sát trái đất từ xa. Đầu tiên là tên cầm đầu, Thái tử Swagil, là con trai của hoàng đế Arcturus Gil. Hắn được cha giao phó trọng trách biến trái đất thành thuộc địa của Giang Dắt. Tuy là con trai cưng của hoàng đế, nhưng đây chỉ là một tên tiểu tử bất tài vô dụng, thiếu sót từ kỹ năng lãnh đạo cho tới kinh nghiệm chiến trường. Chỉ biết khóc lóc mè nheo mỗi khi bị thương và phó thác trách nhiệm cho những cận thần của mình. Song, hắn cũng là một kẻ tàn ác khi không ngại hy sinh tư lệnh của mình để tiêu diệt Gokaiger. Tiếp đến là tên cẩn thận trung thành, cổ máy sinh học Parazor. Người từng được biết tới là tiền bối Sid của Joe. Vì giúp cho Joe chạy trốn, anh đã bị Giang Dắt bắt lại, tẩy não và biến trở thành tay sai để lợi dụng khả năng kiếm pháp điêu luyện của mình. Khi xưa, anh chính là người đã dạy kiếm pháp cho Joe. Bị biến đổi từ người thành máy móc để phục vụ cho Giang Dắt, Parizo là tên cẩn thận hết mực trung thành với Quakil và được hắn vô cùng tin tưởng, coi trọng. Damaras, được mệnh danh là kẻ mạnh nhất vũ trụ, Damaras đã theo phò tá cho Quakil, vừa là quân sư, cũng lại là người dọn dẹp mớ hỗn độn mà tên hoàng tử bất tài để lại. Hắn trung thành tuyệt đối với chủ nhân, nhưng cũng là kẻ rất toan tính. Tuy là một kẻ rất mực trung thành, cùng kỹ năng chiến đấu có thể xem là rất đáng nể, đáng sợ. Thế nhưng, Damaras trái lại không nhận được sự kính nể hay tin tưởng từ Swakil, mà luôn bị hắn ta coi thường. Tiếp theo là Insan, nhà khoa học thiên tài của Giang Dắt, là người giúp hồi sinh và hóa khổng lồ những tư lệnh quan của Giang Dắt đã bị Gokai hạ gục. Ả ta khá là mê trai, thế nhưng lại không có một vai trò đáng kể nào trong suốt cả bộ phim cả. Cuối cùng, trong tuyến phản diện là Pasco Tachilokia, một tên hải tặc săn tiền thưởng được Giang Dắt cấp phép. Hắn lợi dụng Giang Dắt làm phương tiện cho mục đích của mình, là bạn cũ cho băng hải tặc đỏ với Marvelous, nhưng vì lòng tham độc chiếm kho báu đệ nhất vũ trụ cho riêng mình, hắn đã sẵn sàng bán rẻ đồng đội của mình cùng săn lùng các Rangers như các Gokaiger. Nhưng Pasco lấy sức mạnh bằng cách chiếm đoạt thay vì thuyết phục. Anh sử dụng cây kèn Raparata của mình để cưỡng chế, hút lấy sức mạnh tối thượng từ các Senshi tiền bối. Pasco thường xuyên ra mặt gây khó dễ và cản trở các hải tặc trong suốt hành trình. Khả năng nổi bật nhất của hắn ta là việc thao túng và điều khiển các Ranger Keys trở thành công cụ cho mình. Đây là nhân vật tạo được ấn tượng tốt và góp phần đẩy mạch phim lên cao trào. Chúng mình đã có một video phân tích về nhân vật này, các bạn hãy tìm và xem nhé!
Nhìn chung, tổng thể dàn phản diện của bộ phim, mình đánh giá rằng đây là một dàn phản diện còn tương đối mờ nhạt và chưa được khai thác đủ lực. Khi mà một đế chế hùng mạnh như Giang Dắt lại được thể hiện quá ít để phô diễn sự hoành tráng của nó. Được cầm đầu bởi một tên hoàng tử bất tài và khá hợm hĩnh, nên tuyến phản diện lại góp phần tạo nên những tiếng cười thư giãn trong suốt bộ phim. Ngay cả với Damarat, kẻ mạnh nhất vũ trụ, cũng có một cái chết khá lãng xẹt về sau. Mặc dù ở giai đoạn đầu, hắn bộc lộ rất nhiều khí chất, khiến bản thân mình mong chờ một cao trào đến từ Damarat. Chính nhờ tên hải tặc Pasco gây độ khó và đẩy Gokaicher vào nhiều tình thế cam go đã góp phần nâng tầm sức mạnh của Giang Dắt, thể hiện được đúng chất phe phản diện có tính áp đảo hoàn toàn. Tuy vậy, mình thấy đây cũng là một điều hợp lý để mạch phim được nhịp nhàng, thể hiện một tập phim kỷ niệm đúng chất Super Sentai mà không làm cho người xem cảm thấy quá áp lực. Tiếp đến, mình sẽ đánh giá phần âm nhạc của bộ phim. Đây có lẽ là điểm sáng không cần phải bàn cãi nhiều của Gokaicher rồi. Phim sở hữu những bản BGM cực kỳ thời thượng, bắt tai, có thể gây ấn tượng tốt cho khán giả ngay từ những giây phút đầu tiên. Đặc biệt, bởi là một bộ phim kỷ niệm Super Sentai, người xem còn có thể bắt gặp hàng loạt những giai điệu thân quen từ những bộ Sentai cũ được phối khí lại để phát lên trong các phân cảnh phim, đủ để khiến ta cảm thấy cực kỳ phấn khích. Về hai ca khúc chủ đề, bài Opening Kaizoku Sentai Gokaicher có giai điệu vô cùng bắt tai, từ ca từ thu hút, mở ra một thế giới bao la đầy những kho báu vĩ đại mà mỗi chúng ta đều có thể trở thành những hải tặc, nắm lấy và chinh phục những ước mơ. Hơn nữa, chất giọng sáng, đầy nội lực và sự thu hút từ Matsubara, Tsuyoshi đã khiến anh trở thành một nhân tố không thể phù hợp hơn để góp phần cho bài hát này. Còn với bài hát ending Super Sentai Hero Gather, như một quyển sổ tay nốt lại những nét đặc trưng rất tiêu biểu của các thế hệ Super Sentai, mình tin chắc rằng bất kỳ ai yêu thích Super Sentai cũng sẽ đều yêu thích bài hát này. Vậy, trên đây là bài review của RTK Media chúng mình về Kaizoku Sentai Gokaicher, bộ phim kỷ niệm 35 năm của Super Sentai. Có thể thấy rằng, tuy Gokaicher không phải là một bộ phim nổi trội về phần nội dung, nhưng với vai trò là một series kỷ niệm, thì Kaizoku Sentai Gokaicher đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình, là một bộ phim mà các fan toku không thể bỏ qua. Nếu các bạn cảm nhận khác về bộ phim này, hãy comment cho chúng mình biết nhé. Đừng quên like và subscribe cho kênh, cũng như ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất mà nhóm chúng mình sẽ tung ra trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình là Siris của RTK Media. Xin chào và hẹn gặp lại. Joker! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!